hai đứa là con giữ học nổi là hai đứa mà một trăm mười hai đứa con xin phép giữ có được người chờ giữ cái gì mười hai đứa à mà giữ gì giữ không nổi không giữ nổi mười hai đứa mà một trăm mười hai đứa con giữ được một trăm đứa được 12 giới là siêu rồi, chỉ cần giữ giới đầu tiên đã được về trời rồi. Nhưng mà cái giới thứ 12 là đọc kinh ngồi thiền á, khi mình làm được cái đó là tự động 12 kia đi theo. Cho nên mình làm gì làm cái số 1 cái số 12 á mà đừng có lơ là, thì tự nhiên mấy cái kia nó chung rồi. Thì cha mẹ cho vậy mà, nhưng mà lâu cũng phải đi chùa để mình biết cái những cái không đúng của thời nay, rồi mình mới thấy cái hay ở bề trên dạy. Mình phải đi ra đường, mình có sự so sánh, đi một đàn chàng học một sàn khôn mà xuống Nam Cali cái là quá trời luôn. Sư phụ tôi đang ngồi đó rồi quay ổng Phật Di Lặc kia à, nhập định rồi hay là Phật, thấy chưa, xuống đây học một đàn con liền.